ông quỳ chỗ. Ông chúng mình đã bắt cầm to cái tham gia cái này thì sản lạc ca nơi tháng ngày này. Ông chúng ta vừa sản lạc ca sản lạc khai cầm sạ xây PRAK Khan hay nâng ai nhận đàm sản lạc khai cầm sạ xây để bầm rong mười rụm. Thân bà phê bởi lìa miền ẩm nói phá hay làm chi sản lạc ca lúc xây thay cầu thiết là đi cam bị thành phim bọt miền ạ bọt miền phía ký nâng bọc cô này ở nhầm đẹp còn chưa nhờ châu rùm được không cái tầm lạc ca sản lạc ca thay này Xôm cực lộc bà thiên xâm hạp sạm nà ca nơi thang ngày ní làm chi các xung quanh khơi thà cực hiện kỳ tiền ọc này rương đầy ní miên vọt tầm miền đòi lại lộn nguồn kia miên vọt tầm miền nơi bản tục không khuôn kháng kào xa sạm nà ca ní đòi lộn xa xóm lẹ băng sất miên vọt tầm miền đạch tố vì bản tục sạm nà ca nơi thang ngày ní đi khách lẹ băng sất ở bọt lộn nguồn kia bằng bà cốt đó làm chi rủi hỏi hơi xa xách đại trâm một đo sự khai cam bằng to bằng trọng nơi thang ngày ní cư lộn PRAK Khan lộ nâng mê thị vị Prak Khan lộ mòm rật thiê miên vọt miên rụi hai nâng nông bản tốp xạm nà ca hà nơi ngay ni mình miên xạ xạy bầm rong nụ tê xông ọc quân lộng tiên Bà ọc quân lộ phrey xa cao vật thí chị đồng bồn ni ông nhầm rẻ xâm rạch lưu xâm rao xông rồi bỏ chân chụp cho nôn chia chì môn sân ông nhầm rẻ bàn đất tu lịch khách xông lẹp bóng sứt cho rùm nông xạm nà ca đẹp tòa nông bản tốp xạm nà ca ni rồi bỏ chân chụp cho nôn chia cho ngay tìm một phê bầm bay khai mì xa chân nam bì bón nọp bầm mùi đại bàn mình chạy thá đại quân miền bàn nhà sọc cập hiệp คือกบาชื่อจึงเกมันกุยอยู่บ้านนังบันมันอาช่องรอมบันยูนังดำไปมีระดับเพียบโจรวมสามนาการในไทยขังมุกอมีประเทศเพียบคลนส้มและบองสุดโจรวมนังมีบทเรียนได้ตอนในขนมบรรทุกสามนาการในไทยที่มาเพย์ผมใบใครมีสายชนะปีปอนด์ดับผมมวยมันเคยกำหนดให้เป็นนักสกปรกเพียบจนจบเจ้านนเชียร์ได้สุรางในครูแปดประจำก้าปีนัดเพียบาลไทยตอมสกปรกเพียบจนจบเจ้าในอบตกจากทั้งไงที่มาเผยผมใบใครมีสายชนะปีปอนด์ดับผมมุ้ยมันก็ทำก้อนปีจะทันเพียบสกปรกเพียบระบาดลุกนุ่นเชียร์ในทั้งไงนี่ทำเป็นอากาศชื่อขนองชื่ออย่างไก่รำไรอังกุยยูเหมือนบ้านนังวลมกนังบ้านตอนอนุสาท้าสมัยยมได้อนุญาตไอ้ลุกนุ่นเชียร์โจร่วมตามนานกันจำนาการสามนาการปีเหมือนตุบทันกรอมซาสามนาการนี่ไอ้เลือมูลฐานนี่นังโยงตามบัตรปัญญาในวิธีนไปสมุยปรามในวิธีนเตยขนองอวตโกองยมเรียอนุญาตเอาจนจบยอดนุนจีจะร่วมตามนั้นกิจกรรมการสัมมนาปียงไงวิมตุคมครวนมวยถัดกรอมซาสัมมนานี้ตามระยะอุปกรณ์สอดตัวสำหรับระยะเปลี่ยนสัมมนาเป็นมวยไทยนี่อุปกรณ์บกเล็กให้สอดตัวจบประปอนสอดตัวสำหรับจนจบยอดนุนจีอาจจะร่วมตามนั้นกิจกรรมการสัมมนาในขนมลองเปลือกกิจกรรมการสัมมนาสำหรับไทยนี่เกี่ยวกับตอนนี้อังเบียร์เราเรียกการจุดเดือดสัพเพญาเรื่องอันตรายจิตทำไมมีนักการมันต่อการตั้งสำนัวในเราจะพัวสะใสรูปนี้Merci, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, bonjour à toutes les parties. Comme promis, je vais poser encore à peu près 15 minutes de questions à Monsieur le Témoin. Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, nous nous étions quittés lorsque nous parlions des prisonniers vietnamiens. Vietnam. Principalement arrivant en 77 et 78 à S21. Et vous avez dit qu'une note était préparée et que ces notes devaient être lues, je n'ai pas bien compris si c'était par les prisonniers vietnamiens. Donc, est-ce que vous pourriez préciser quel était le but des interrogatoires des Vietnamiens. Pourquoi les interrogeait-on et que voulait-on obtenir d'eux? ตามบอกจันเฮามอมนายเฮาจันก็มีการเปลี่ยนตุกมุ้ยตามใบอ้อยเนี่ยตุกนั้นมีเย่ตามการเปลี่ยนตุกบอกก็เปลี่ยนสารเพียบบานโจลมอง
tất đây khmai đòi sớp ca rư môi gò đòi miên bóng non dạng mạch dạng mạch gọt nâng sai tàu oi khang bật tế Việt Nam nâng lưu vinh thả ban con tốp cầm chiếm chiếm thơ bật tay chắp ban nâu thay na khai na chân nam na lâu nâng ban chô bỏ xa lập hiếp nâu rốt thạc ba cầm chiếm chiếm thơ bật tay chẳng cô lòng non bó chăn nâng đốt cá nâng cứ trong hỏi khang con khang quốc tế Việt Nam nâng đáp lưu sầm lên để xa lập hiếp vinh Et dans ces aveux qui étaient donc préparés par Chan ou Duch, est-ce que les noms et fonctions des prisonniers vietnamiens étaient corrects? Tam chia sẻ những mối mối cái việc đó tam năng. Est-ce que vous avez entendu vous-même la diffusion de ces aveux entre guillemets recueillis à S21 de ces prisonniers vietnamiens? Est-ce que vous avez entendu vous-même la diffusion de leurs aveux à la radio? បាទពាក្យសារភាពហ្នឹងគឺនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកតែងតែចាក់ផ្សាយរាល់ថ្ងៃទៅតាមវិទ្យុហើយនឹងផ្សាយជាភាសាវៀតណាមហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរថែមទៀតឯកមកChan et Duch faisaient-ils pour que les Vietnamiens acceptent de lire ces aveux? Est-ce qu'ils utilisaient des ruses? Est-ce qu'ils utilisaient des violences? Est-ce qu'ils utilisaient la persuasion? Quand on a dit qu'il y a eu un peu de choses, il y a eu un peu de choses, il y a eu un peu de អ្នកទោះនឹងព្រមនិយាយព្រមអានទៅតាមការរៀបរៀងរបស់គាត់ Je crois avoir entendu hier que vous aviez dit que on leur promettait d'être libérés s'ils avouaient. លោកនិយាយថាបើពួកនឹងសារភាព entendu ou bien est-ce que c'est quelque chose គេសន្យាថានឹងដោះលែងខ្ញុំស្ដាប់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេការពីម្សិលមិញបាទត្រឹមត្រូវ Est-ce que vous savez puisque vous avez mentionné qu'il y avait à la fois des civils et des militaires parmi ces Vietnamiens Est-ce que vous savez s'il y avait parmi eux des Vietnamiens qui étaient qui avaient fui leur pays qui étaient des réfugiés qui seraient retrouvés sur des bateaux au large du Cambodge et qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient en train de naviguer dans les eaux territoriales cambodgiennes ករណីជនភៀសខ្លួនគឺមិនដែលឃើញមានទេមានតែអ្នកមកនេសាទមកអីចាប់បានមកហ្នឹងវូសអាវេប៉ារលេភ្លូសឺរហ្វួដឺអ៊ុនអ៊ីនស៊ីដង់ព្រេស៊ីលូសឆានសាអំពីហេតុការណ៍ដូវ៉ង់លេសអង្កេតឺរឌីជូជីនស្ទ្រូកស៊ីយ៉ុនមួយចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតគឺមានបេប៊េវៀតណាមៀនដែលបានត្រូវបានលើកពីផ្ទះមួយផ្ទះកូនងាយអេសគូវូពូរីយេរ៉ាពីម៉ង់ដែលត្រូវបានអ្នកស្រីសេតអ៊ីនស៊ីដង់ទំលាក់ពីលើអាគីវូលីមីតេអេសគូវូអាវេវូតាលូអាជំរាបអបានអត់ច្បាស់លាស់បន្តិចបានទេថាតើហេតុការណ៍វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយនៅកន្លែងណាឲ្យបានជាក់លាក់រឿងហេតុនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញថយក្រោយវិញនៅសម័យដែលខ្ញុំនៅការពៀងខាងក្រៅនៅអាផ្លូវខាងលិចឡានទឹកហ្នឹងកាលហ្នឹងមានថាកស៊ីនបាយមួយដែលជំនន់ពលពតមកនៅសេះសល់ហ្នឹងហើយមានដើមអំពិលទឹកបារាំងមួយក្នុងកាច់ជ្រុងអាផ្លូវកែងអ
hàng bông hàng lạnh làn pet làn tất sọp ngay đằng chẳng tiện lại nước miền tiền mối miền bị chuẩn về nâng cái đại ca già lại cái nào lại nâng mối sầm ráp từ tua nẹt tu về mặt đó lưng khi nhom còn đâu hàng cầm đâu diêm ca pia nâng đò về do nẹt tu máu cứ nẹt tu Việt Nam mau tầng đây tầng một cuốn tầng cồn say mùi để dục và chỉ chieng một khuôn để đào tay chui đò về do tấu ở cồn nâng về tàu tam mai tam âu về nước ấy đò trắng một đại bú hay nâng đôi tôi có bán tiền câu nâng tranh vì đai ở phục nâng nom đai ở phục nâng châu đầu nâng pro nâng ca già lai để làm rạp cọt mua nâng trên tranh một cào hay bật thuê chết tấu có tranh một hàng cào mà do một can đầy một nâng tầm lẹ câu nâng một đầy nhom đầu bị cào nâng của khơi lẹ máu của slap tàu ấy bên kia nhom bọ đầy ở nhom do tập cọp cho đâu hàng bông nâng tàu nâng miền khơi chia đầy nhỉ Bien, j'ai des questions alors un peu plus générales sur la politique du régime vis-à-vis des Vietnamiens. Lors des réunions auxquelles vous avez assisté avec Duch, également à la réunion où Son Sen vous a enseigné la politique. Est-ce qu'on a parlé de la politique du Cambodge démocratique vis-à-vis des Vietnamiens, et plus particulièrement, est-ce que Duch et Son Sen vous auraient dit que les Vietnamiens devaient être considérés comme des ennemis? Ça a été maintenant un slide top. Je vais vous dire que vous avez I object, Mr. President, to the phrasing of this question. It should be clear exactly what the prosecution is referring to. Is he talking about Vietnam as a country? Is he talking about Vietnam policy? Is he talking about Vietnam people living in democratic countries? Living in democratic countries. Vietnam របប កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ refers to the Vietnamese in its question. ដូច្នេះ យើង កាលណា សួរ ពាក្យ ថា វៀតណាម តែ ប៉ុណ្ណេះ មិន មិន ដឹង សំដៅ ទៅ លើ អី មួយ ទេ ក្នុង ខ្ញុំ នឹង បញ្ជាក់ អំពី រយៈ កាល គឺ ខ្ញុំ និយាយ ពី ឆ្នាំ 1977 និង ឆ្នាំ 1978 ដែល លោក ថា មាន grand nombre à ethnie ជន ជាតិ វៀតណាម ជា អ្នក តូន នោះ មក ច្រើន នៅ ស 21 ដូច្នេះ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា នៅ ពេល នោះ តើ ដូច នឹង សុន សេន មិន បាន ប្រាប់ លោក ទេ ថា ជន ជាតិ វៀតណាម ទាំង អស់ devait être considéré comme des ennemis du Cambodge démocratique. Miền môn môn mong, nạn nạn rút tòa sọc tòa, có tòa nạn nạn rút môn tòa, cứ dùm lắp cho lo hơi, tăng vì xong mai chất pram mò. Phần tài nâu xong mai, phong bơ ra chất sập, phong bơ ra chất sập bấy, cứ lấy lách như dây bì rương, phê phong phơ sừng kriêm cho môi Việt Nam. Chẳng Việt Nam, phê nâng kê, ban bạc ca nâng nai nôm, nhóm chỉ bốc cực lực nâu nồng xo mà phây mối nâng thà Việt Nam chia sạch trâu xua phu dự bọ bạc cùng nít Campuchia hay nâng tự đáo vai dọ đây cực sang xin đây Campuchia cao dọ một vinh tôi đã bàn nâng chỉ trực đây rồi bọ xôn xên nâng đốt đã bàn bằng riêng nâng
ជំរាបបុគ្គលិកសម្ភៃមួយទាំងអស់នៅពេលមកបង្រៀនយោបាយនឹង Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire en disant qu'il y avait plus de Vietnamiens vivant au Cambodge après 1975-76. Je voudrais lire deux extraits du carnet d'interrogateur de S21, E3-1133, et avoir votre réaction par rapport à cela. Le premier extrait est à la page 69 en français, IRN 002825. Il n'y a pas de traduction en anglais. En Khmer, il s'agit de 000 777 29. Alors, voilà ce que dit ce premier extrait. En 1970, les ressortissants vietnamiens au Kampuchea étaient de 500 000 personnes. Plus les soldats vietnamiens de trois divisions, plus les cadres de Hanoï étaient de plus d'un millier. Et puis il est dit ceci ensuite, en 1973, il n'y avait plus de Vietnamiens sur le sol cambodgien. Il y a un autre passage qui a une version différente, c'est la page 80 en français, 002825247, et en Khmer, 000777740. La situation des Vietnamiens. Les Vietnamiens sont nos adversaires les plus profonds. Leur but est d'avaler notre territoire et d'en faire le leur. Il subsiste encore des forces vietnamiennes au Cambodge. Il reste encore des ressortissants vietnamiens qui font partie de ceux qui devaient être renvoyés dans leur pays en 1973 parce que les traîtres les avaient cachés. Fin de citation. Alors, dans ce passage, on parle de 73, vous avez parlé du fait qu'ils étaient partis en 75. Mais est-ce que vous aviez entendu de la part de Touche ou de Son Sen qu'en réalité, il restait des Vietnamiens au Cambodge en 1977 parce que les traîtres les avaient cachés dans le pays? Bien, j'ai deux dernières questions, je crois. Ça concerne votre moment où vous avez quitté S21 au début du mois de janvier 1979 devant l'avancée des forces vietnamiennes. Hier, vous vous souvenez qu'on a parcouru ensemble la deuxième confession que je vous ai donnée. Elle datait du 4 janvier 1979. Pouvez-vous nous dire quand avez-vous arrêté de travailler comme interrogateur et ce qui s'est passé dans les quelques jours qui ont précédé l'arrivée des Vietnamiens et votre fuite? នៅសរ 21 ឬសរ ភ្លើងដល់ភ្លើងធំពេលហ្នឹងនៅចន្លោះចុងឆ្នាំ 1971 ដែលជាមួយខែឬក៏ជិតមួយខែហ្នឹងក្នុងចុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងការងារនៅសរ 21 គឺផ្អាកយកមនុស្សសួរហើយនឹងឃើញសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសចេញ
ជាបន្តបន្តរហូតទល់ថ្ងៃ២ថ្ងៃ៣មករានឹងបានអស់មានការដឹកបញ្ជូនអ្នកទោះចេញយកទៅសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងរឿងអ្នកទោះយកចូលអត់មានទេមានយកចេញហើយពេលនៅថ្ងៃ៧មករានឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងស.២១គេឲ្យគេយកកំភ្លើង ពំពាក់ឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាកាន់គ្រប់គ្រប់ដៃដើម្បីការពារកងទ័ពយួនប៉ុន្តែពេលនោះកម្លាំងកងទ័ពយួនអត់មានកម្លាំងមកច្រើនទេមានតែរថក្រោះអឹម Tout à l'heure, vous avez dit que les prisonniers avaient été transportés en masse vers l'extérieur. Que faisait-on de ces prisonniers? Savez-vous ce qu'on en faisait? ឡានកាត់ចិននឹង3 4គ្រឿងគាត់ថាហុំតង់ចិត្តហើយនឹងឃើញយកអ្នកទោះនឹងអូសឡើងឡានខ្លះលើកបោះខ្លះរុញច្រានឡើងគ្នារុនតារាខ្លះស្គមរីងរៃឡើងឡានរួចលើកបោះក្នុងម្លានសាម40នាក់ហើយចងតង់ចិត្តឈឹងយកទៅ Le jour où vous avez fui, est-ce que les membres du personnel de S21 ont également emporté avec eux un certain nombre de prisonniers qui travaillaient à S21? Soit dans des ateliers de peinture, de sculpture, de mécanique, soit comme simple balayeur ou homme à tout faire. Est-ce que vous avez jamais appris de la bouche de Dutch, que ce soit le 7 janvier ou plus tard, pourquoi il n'a pas été donné l'ordre d'exécuter ces prisonniers qui travaillaient à S21? Est-ce que vous avez quelconque élément de réponse concernant le fait qu'ils n'ont pas été exécutés et pourquoi? បាទពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានលឺគេនិយាយអ្វីទេព្រោះការរត់ទៅសភាពការពេលហ្នឹងគឺសិតតែស្លន់ស្លោទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសភាពការនេះអត់មានការរៀបចំបានទេគាត់ចេញទៅព្រុលរត់ដល់ផ្លូវដើមចង់ឃើញហ្មងអញ្ចឹងមិនបានរៀបចំផែនការសម្រាប់អ្នកទោះទេចេញទៅដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចនឹងហោមិនបានគ្រប់គ្រងកម្លាំងហ្នឹងទេ
tăng kê tăng nhóm rốt do tài vô tàu tam lâu đó tàu tam vừa sai khai sau tôm chọn tàu sai môi môi đứng riệp đôi chữ tiêu đôi do anh đó rồi hỏi riệp chứ chọn tàu tàu hay đò chlon lâu chiết lệ bay nôm phương che tia hay chỉ mong buồn chật lư đứng còn đò chlon tàu ban vẽ cả đa lăng rốt cọ âm sàng tray bị bay cương là cho mau bị khẳng chưa đánh đạch xuống nâng mà cả nát mà cõi mà cả nát tàu mốc nhóm tàu mốc tàu mà cả nát nâng đâu cõi mà đăng chỉ tàu nam mà nát đi nhóm đăng tàu nâu mốc nâng tàu to hốt tàu đò om lang được vàng chỉ đây nâng pê nút nẹ tô có đôi việc nhóm đây cứ rộp lâu riêng riêng luôn bay chạy pê nâng tàu ngọc nè Merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Monsieur le président, je n'ai plus pour le témoin. Merci. 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 បាទអង្គអង្គមិត្តអនុញ្ញាតត្រឹមម៉ោង10ណាពេលវេលាសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងសូមគោរពអង្គសាវនាកាទាំងមូលខ្ញុំឈ្មោះជេតវណ្លីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិធីជម្រាបសួរលោកសាក់សីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខអង្គសាវនាកា ពីការបូមឈាមឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើការបូមឈាមនេះធ្វើនៅឆ្នាំណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការបូមឈាមនេះខ្ញុំ មិន ច្បាស់ ជាឆ្នាំណាទេប៉ុន្តែប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ1978 ឬ 78នឹងអរគុណលោកតើលោកមានបានដឹងទេថាការបូជាមនេះទទួលបញ្ជាពីអ្នកណា bạn nhóm đăng trăm tài khơi mình đăng về từ tôi mình chia vì từ ná thế bộ nhóm còn tài khơi về trí gọi bùm chiếm đâu còn tục tục là còn lâu nồng trung một lòng thuê châu tua sài cha năng nhóm về nhóm giờ đã tôi giờ từ tục mong đọc mùi dục hái nhóm bọn với nhóm châu tấu khơi bùm chiếm năng bàn nhóm khơi đăng tài còn đăng អរគុណលោកក្រោយលោកនៅទីកន្លែងនោះដូច្នេះក្រោយពីការបូមឈាមហើយលោកឃើញគេយកអ្នកទោសហ្នឹងទៅណាលោកហើយអ្នកទោសពេលហ្នឹងណាក្នុងសភាពបែបណាដែរពេលដែលគេបូមហើយបាទពេលគេបូមហើយខ្ញុំឃើញគេដកទៅយូរដកឯងចេញហើយគេសែងបោះទៅគៀនជាង có tục mà đông tấu hay nóng nước miên khinh riệp chom chi là tia run sầm ráp đắc nhau tập cọp hay cả cọp xạ sọc nặng bồm chiêm nắng khi nhom một bàn khơi chỉ ba tay quan tài ai lang về nhom tranh tàu hàng cào tia cào ai thơ quân là cam mong pram mong của muôi là nghiệt nắng khơi nhau hàng mục tia nhầm đâu nưng là anh đây viên một đống nưng khơi nam cọp còn đau thay thay nưng ô côn lục nhầm trong ở lục mình chuyện đây thà đẹp tốt để trâu kịp bôm chiêm nưng tớ bê để kịp bôm chiêm ruột cọt slap rồi cua có cọt nơi ruột đấy bà bê cái bôm chiêm hay cái đứa mình toàn slap liếm thì khơi nâu đọt thằng hầm tớ tọt còn thà
អស់ឈាមពីខ្លួនហើយដល់សល់តិចតួចគឺមិនអាចនិយាយបានមិនអាចកម្រើកដៃកម្រើកជើងបានទេឃើញតែដកដង្ហើមទៅតក់ទៅតក់ហ្នឹងអរគុណលោកហើយតាមលោកដែលលោកនៅទីកន្លែងនោះស្រាប់លោកបានឃើញថាតើអ្នកបូមឈាមអ្នកទោះហ្នឹងតើត្រូវគេតម្រូវឲ្យមានការបូមឈាមប្រមាណកន្លោកទៅក្នុងអ្នកទោះម្នាក់ បាទរឿងចំនួនកន្លោកមានឯងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលឃើញប្រហែលជាបូមទល់មកអស់អរគុណលោកអរគុណលោកតើចំពោះលោកដែលបានឃើញអតិថិភាពនឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទេ bạn sự phiền cả bên nước nhưng khơi cái bom chẳng có miền ở rầm thôi là cả tọt slot đây còn tại còn chất cứ mình ơi mình vừa cam kê ra ở cái đăng thế còn là nó còn chất của nhom sau mai nó nhom miền ca kết cu đây nhom chơi bài chơi pi ở cọ nâng lo đây còn là mình hiền hà mốt mình hiền tha của nhom sau mai nó cứ là na và trắng là đang sập chẳng có nhóm do mà sóc mà rượt luôn nhóm sân ông con lục mà sao mấy lục ba mình chạy thà bê trí chỉ nhạc bôm chìm bê đề Việt Nam châu nơi thứ hai phẩm bơm mà cái chất sắp phẩm bùa nâng ta bê trí nâng nơi rúa rư có Việt Nam quật chẳng mạch đái lục bà nhóm xong mình chạy Petri nâng nó nóng nâng cứ có chia bật thiền bọn tay nóng nóng miên bốc ở lực có cao cao nâng buôn pram đã tiết một men chia Petri mình đã tiết bọn tay còn là nhằm mình chăm chú mô nhằm chăm tay nẹ bật thiền nâng cứ chăm bọn tay Petri nâng cao mô có trâu gửi chắp mô dô mà đã cục do tao dùm lạp cho là đá đôi cái nếp nâng ô con lục lấy nhằm xong chú lòng tay bật thiền bọn mùi tiết đại tiệm tiêm nâng ca rùm lốp nơi sau một phây mùi. Khiêm chóng ở lúc bệnh trịa thà, táo nơi khăn ông sau một phây mùi, khăn ông điếm lúc trên nhạc xua chùm lại. Lúc đại ban khơi, tất thập hiệp nơi ca rùm lốp nơi khăn sau một phây mùi thế. Bà khiêm sau một trịa xâm nua nên mà đo tiền. Rùm lốp lơ sứt rư co rùm lốp lơ sợ trái phết. Rùm lốp lơ sợ trái phết lục. Và hôm nay rùm lốp lơ sợ trái phết nhóm bàn đằng, bàn khơi. Mình bàn khơi kia rùm lốp với khơi kia bê kia rùm lốp hai kia chạm màu. Nông hàng cõi tia nhằm bát đầy cầm phong xua nâu bê ngay rồi xìl chứ lọc bì màu bì đồ màu pram nâng nâu cõi tia nhằm bát chứ mô tu chứ nê rời xa chứ ong rạp bò mòm nay hai chan bàn dô nè đi mình đã dô tàu xua nông bần tục tròn cõm hai cái lãnh nâng hồ bì sngát đây hai bàn rùm lộp lơ nơi đi để trên đệ tô rồi mọi có miền nơi xa chán đang mau chuốc toán có đằng rương ráo chập tụi nhân do tập đã lâu lại tia chán lâu lắm lơ choan thì môi lơ đã nó đầy hay đã nó đầy hay phải lên trâu lâu lơ ắt nó có tụi những rốt lang tụi tròn tỷ pi hàng lơ tiết lột tầm lạ về lơ à kia nâng từ lược xài cạp xài phương nâng bạch phương tụt xe xài phương đại ó hay tụi những vật lạ màu từ đồng cung chế chọn ngọc coi máu có chạp nhau mà đại nó đại vậy bạn nói tiết và cho đầu đầu nó cục ô con lục cái bị chua tụi tao miên con này nạp xe như thế luôn.
ក្រៅពីឈ្មោះទួយខ្ញុំមិនដែលឮទៀតទេអរគុណលោកលោកស្គាល់លាចមានទេលោកដែលជាអ្នកសួរចម្លើយនៅក្នុងស21ដែរ But like me squall, now you boy kyum poor pill come lang the mouth people right by the chap yard of lap off. Ban and tune like me and mouth cry more now you boy kyum lang, which here come lang about but your bobby pump here with jump. Here comes a cry, a yuk lap by the bone snam and lotting. Oh, good dog. នៅ ថ្ងៃ ទី 26 ខែ 4 ឆ្នាំ 2016 លាចមាន ដែល ជា សាក្សី បាន មក ឆ្លើយ បំភ្លឺ នៅ ចំពោះ មុខ តុលាការ នៅ វេលា ម៉ោង 11:03 រហូត ដល់ ម៉ោង 16:08 ហើយ លាចមាន សាក្សី នេះ បាន បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្នុង ស 21 មាន ការ រំលោភ 3 ករណី ទី 1 ឈ្មោះ ទូច ណា រំលោភ លើ អ្នក ទោស ក្នុង ពេល សួរ ចម្លើយ ទី 2 មាន ឈ្មោះ តាំង ធ្វើ8រំលោភលើអ្នកទោសដែរហើយនឹងទី3មានឈ្មោះសឿងធ្វើ8ដែលជានិរសានិងជានិរសារបស់តហកក៏បានរំលោភលើអ្នកទោសដែរតើលោកមានបានដឹងហេតុការណ៍ទាំងនេះទេ ឈ្មោះ ទាំងនេះ ខ្ញុំ ស្គាល់ ប៉ុន្តែ រឿង រំលោភ លើ ស្ត្រី ភេទ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដឹង ថា ឈ្មោះ ទូច ម្នាក់ ព្រោះ លាច មាន កាល មុន គេ នៅ ខាង កង ការ ពារ ខាង ក្រៅ គេ ដើរ ចុះ ដើរ ឡើង គេ ដឹង រឿង ច្រើន អរគុណ លោក ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ ដែរ ថា តើ ថ្នាក់ លើ នៃ ស 21 ដែល បាន ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ចំពោះ អ្នក បប ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើអ្នកទោសនឹងទេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងដោយទូចអញ្ចឹងគឺកាលណាមានបទរំលោភហើយក៏គេចាប់យកមកដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ទល់ថ្ងៃគេសម្លាប់ចោល អរគុណលោក លោកជាអ្នកសួរចម្លើយនៅក្នុងស 21 តើចំពោះអ្នកទោស លោកដែលបានឃើញអ្នកទោសធ្វើអត្តឃាតទេលោក បាទអ្នកទោសធ្វើអត្តឃាតនៅកន្លែងខ្ញុំមិនដែលជួបផ្ទះទេ ប៉ុន្តែខាងក្រៅ ខ្ញុំ លឺសូរ ហោនឹងដូចនិយាយ ប្រាប់ នៅពេលលើក ជារួម សម្រាប់ បុគ្គលិក សួរ ចម្លើយ ទៅ រៀន សូត្រ ហ្នឹង គឺ គេ លើក ប្រាប់ ចា ដូច ជា ឆក់ កំភ្លើង បាន បាញ់ អ្នក យាម យក ចង្កៀង ចាក់ ប្រេង កាត ដុត ខ្លួន យក បិច ចាក់ កក ឬ ក៏ លោត ទម្លាក់ ពី លើ អាគារ ហ្នឹង ដូច នឹង ចាន ហ្នឹង ក៏ បាន រៀប រាប់ ប្រាប់ ជា សាធារណៈ ចា អរគុណ លោក ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម ឆ្លង ចូល ទៅ ប្រធានបទ មួយ ទៀត ដែល តាក់ទាញ នឹង ការ សួរ ចម្លើយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ ដែរ ថា តើ អ្នក ទោស ទាំង អស់ ដែល ត្រូវ បញ្ចេញ ឲ្យ អ្នក ទោស ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ស 21 ដែល ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ឲ្យ សួរ ចម្លើយ នោះ គឺ រយៈ ពេល ប្រមាណ ថ្ងៃ ក្រោយ ដល់ ថ្ងៃ ចូល ទៅ ក្នុង ស 21 ទើប បាន បញ្ចេញ មក ឲ្យ មក សួរ ចម្លើយ បាទ ចំពោះ អ្នក ទោស ចូល ទៅ កន្លែង គុក ស 21 គឺ មិន មាន ការ កំណត់ គាត់ ត្រា អី ទេ គឺ ជាក់ ស្ដែង នៅ សភាព ការ ណា ដែល គេ ចង់ បាន គឺ ទៅ ដល់ ភ្លាម ឲ្យ យក មក សួរ ភ្លាម ក៏ មាន ឬ មួយ អ្នក ខ្លះ ទៅ 1 ខែ កន្លះ ខែ សួរ ទៅ មក ចិត្ត 1 ខែ ហើយ អត់ ទាន់ មាន អ្នក សួរ ក៏ មាន ដែរ ហ្នឹង វា អត់ ទៀង ទាត់ អរគុណ លោក តើ
bần tốp xua chùm lời riêng trong đêm đấy khá riêng trong giang mách lúc nông năng bần tốp xua chùm lời miền tóc miền cỡ ấy rư cơ là biếp giang mách đá chứ. Bà nó có nông bần tốp xua chùm lời đó cứ bần tốp môi môi trao miền môi miền thuê chết riêng trong tóc cao ấy xem ra đạn nhận tố nâng nó chương nông đáy chứ đã chạy chộp chỉ môi nâng tóc hay nâng miền cầm thao rư co chìa kẻ cọp ai ở đập ram xem ra bọt chương tô chương thùng ta bê xua chùm láo ấy miền đạn ở khăn đói luôn rư bật mục thế. Bê xua chùm lấy, thòm đá vô bì cục thôm tấu cứ đặt nó đáy, tròn múc, hay bần đá tao tao đo lấy xua chùm lấy, cứ tao đặt nó chương hơi, đọc nó đáy, xài múc, thơm xua. Không bần tốt xua chùm lấy, miên tài lục tao mình ấy, hay nông nhẹ tốt, rứ miên nhẹ nạp xây chết đấy luôn. Nó có nông bằng tốp xua chùm lái miên tật nhóm hay nâng nạ tu khi nạ bằng nọc. Ô con lúc. Muốn nó lúc xua chùm lái. Ta lúc ban prap nạ tu ông pi tu cũng hô rồi bỏ kê tế. Môn nâng nhóm xua chùm lái nhóm mình đã bàn prap bì tù cùng học. Hói có nạ lư máu của mình đã prap thè nạ nâng miên tù ấy miên xài dòng vạc bì nà bần ấy máu đã ọt miên này. Ô con lục, chìa cố cả, nẹ tốt đã trâu bình chun tới chỗ ai lục xua chùm lái. Ta miên chùm nà bì đôi rư bì nẹ đặc nôm nà đây xò mà phây mùi thế. Và nợ tố là do tố cứ mình miên chậm nai rồi xạ xua thế cứ tố xua priêu tầm đó. Ô con lụng, ta nó không đợi tố mình nẹ lúc bà bê bà màn mong đá, đang bây xua chậm lời nó. Đang bây do chậm lời xa rồi phía bà bà nẹ tố. Chúng tôi đã tùm nợ mình nợ, ọt mình dây rõ máu, mình rõ khai. Thì họ chạy xa đây, đôi ốc ốc phênh hào chân chẳng này. Nhưng mà xua nâng thua ấy cả sáng, và hai chiếc phi khai chiên. Tại cao cao máu có miền khắc, có chấp. Có lạc khai, rư có buôn đọc ngay ấy, nâng tam chạy xa đây, đúng không? Đã tùm nợ mình nợ, ai thuê tạo bàn chắp. Ô con lục. Ta châm búa bê mau để lục xua nhẹ tù. Chia tùm lọp thoa mặt đà, lục xua bị mau mán, tùm mau bổ mán. Hơi bê ná tiết, hay bê giúp bên xua nhẹ tù thế lục. Chia cắt cầm đâu không nốt, cứ nè tôi từ ngồi vô xua mong cầm pull là mong đọc mùi ngay, vì mong pi từ mong pram, vì mong cầm pull giúp từ mong đọc mùi giúp. Ô con lục, nếu pe đại lục xua nè tôi, ta lục ao nè tôi ông coi lơ cái ấy tôi một lúc. Rứa môi cái ao nâng côi nâng ạch.
But not to pay your talk, I couldn't have a total near. Look, that I'm not talking at the look, don't call me not in the tuning at. But nung ka nai klak mien nau nung at dai po pe wai phu do nung ka mai la pi ka ai tau nung koi at o kun luk khnong niem luk chi neak suo chamlai na so 21 ta ka long mau luk ban thluap suo neak to praphet na kla mien suo neak to chi chun chiet bontes te But ngâm xua ta chưa chết mai để bỏ tê hạt đài này. Ta nữ nó không so mà phải mùi. Miên nhà tôi chỉ chân biết bỏ tê thế lúc. Tam để lúc đăng. But nâu nâng so mà phải mùi miên. Miên Việt Nam, miên chuyên chết ở Bạch Căng, chuyên chết ở Trà Ly, năng đạch nhầm lọc khởi. Ô quân đục, chăm bố nẹ tô chứ chuyên chết ở Bạch Căng, rồi chuyên chết ở Trà Ly, ta nẹ ná chứ nẹ xua chùm lại con. Và chân chết ở Mỹ Căng ở Australia cứ miên đốt những chán thì nạ xua. Hãy xua chìa cả lãnh xa thiền nạ. Nâu còn ông cục nóng văn còn là nâu cả lãnh ca giá lãi càng cao thì xa thiền nạ cả lãnh nạ, lãnh nạ, lãnh nạ, lãnh nạ đa tâu khơi tranh châu lấy khơi những ọ. Vô một miên nạ nạ sẽ đáp bàn chìa phía xa ông lê thế. Còn chìa nạ chạy phía xa và răng phía xa ông lê còn nên nạ xua. Tam lục đằng, ta nhà tôi đã chuyển diện Mỹ Cang, đằng chuyển diện Australia nâng miền chmu ấy khá lúc miền ai ban đằng thế, hái nó pe xuôi chầm lời, đôi đằng chăn miền Pra Hang Sa lừa ru quạt thế. Và chuyển diện Australia, anh đang chuyển diện Mỹ Cang mình đã nâng nhom miền mình đã nhom có nhầm trăm rồi ra khơi chmuốc David Scott ta sẽ chả đã năng lều ao ao cặp bói hay lều thông thông mấy người đã David Scott hay đó là về đội những chăn xua tấu có chơi chmuốc mà thà David Scott chẳng nhầm anh lấy trăm mà nè nè ta đội những chăn miền Pra Hang Sa thế luôn lư chân chiết bỏ tê tặng pi rụp đi. Và khởi Pra Hang Sa tốt thẹ ấy. Còn mình khởi vay khởi tốt đây thẹ. Ta lục đăng tê thạc krau y pê để xua chùm lại hồi. Biết sẵn để chân chiết Amerikan. Nâng chân chết Australia nữ tư cho dàng mạch đá, lúc mình bàn đăng ấy bị bàn nhà nâng. Bà Việt Sơn Na đã đăng pi nâng, nhông mình bàn khơi nhập tòa nâng phân hệ tế, bàn còn là nhông đăng ta mà dạ. Sữa thì con cà pia nâu, nóng xò mà phay môi nâng, kì bạp nhông thà chân chết làm đích căng. Nâng ô tả lý bí nhạc nâng kì bàn cho tàu đốt nâu ạc lại bê kê lê hâm nạp lâu dương tuôn tù phung xoan cắt tàu vọt mà hàm trây hay nâng à lâu dương vì làn tức tàu lách nhá nâng lâu bạch nhá lại bê lê hâm lại bê hìa nhì xu môn còn cá nô lại nhá ngặt xung ốm ọt miên nạ là đâu thì cứ miên là lại con cà pía chẳng do nợ thằng pi nợ nó do tàu đạn nó cả đào nó hay do còn lan chặt chặt
ខ្ញុំធំយកមកសោកគ្រប់ពីលើទៅប្រឡោះកោនឹងឲ្យចាក់សាំងដុតតែម្ដងនឹង អរគុណលោកសាក់សី ខ្ញុំឆ្លងទៅបរិបទមួយទៀត ដែលនិយាយពីការសម្លាប់អ្នកទោស លោកសាក់សីលោកជាអ្នកសួរចម្លើយនៅក្នុងស21ហើយលោកបានរស់នៅក្នុងស21ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរដែរជាកងការពារនិងជាអ្នកសួរចម្លើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាតើលោកធ្លាប់ដែលឃើញការសម្លាប់អ្នកទោសនៅក្នុងស21 ទេ บาดเรื่องสําหรับខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញទេតើលោកដែលធ្លាប់ឮគេនិយាយប្រាប់ឬក៏ដឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិអីមានដែរឮទេលោកខ្ញុំឮសូគេនិយាយប្រាប់ហ្នឹងដែរឮប៉ុន្តែបើដែលឃើញតែជំនន់ជាមួយសិទ្ធិហ៊ាននលនឹងមាន គេវាយចោលហើយឲ្យខ្ញុំសែងដាក់ឡានហ្នឹងមានពីចំនួនសង្គ្រាមអរគុណលោកលោកដែលធ្លាប់ឃើញគេដឹកអ្នកទោសទៅសម្លាប់នៅជើងឯទេលោកតើមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅគេដាក់ឡានឬក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកសូមលោកបញ្ជាក់ពីបញ្ញានឹងជូនអង្គសម្ដេចការ បាទរឿងការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀបរាប់មកខាងមុនជាហោយាហែប៉ុន្តែគាត់ថាជាភាសាទៀតថាការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺមានជាការញឹកញាប់ណាពេលខ្ញុំចូលចេញពីកន្លែងកុកធំហ្នឹងឃើញគេដឹកជញ្ជូនតាមឡានកាត់កាត់របស់ចិនកង់ 4 ហ្នឹងដាក់តង់ចិត្តហើយនឹងអូជញ្ជូនមកខ្លះដើររួចគ្រាមករុញឡើងលើឡានខ្លះទៅវិញលើឡានណាឡើងរួចក៏ឡើងដាក់កៅអីឡើងនៅកន្លែងមុខគុកហ្នឹងឡានម៉ូតូដាក់ហ្នឹងឲ្យបិទចិត្តចេញទៅហ្នឹងធ្លាប់ឃើញអរគុណលោក តើលោកដឹងថាគេដឹកអ្នកទោសដាក់ឡានដែលបិទជិតនឹងតើយកទៅកន្លែងណាដែរទេ បាទកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាយកទៅណាទេព្រោះខ្ញុំនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមិនដែលដឹងការងារខាងក្រៅទេព្រោះវាអត់ឲ្យចេញចូលសោះ រឿងជើងឯកខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅដឹងនៅសម័យក្រោយនេះទេតែពេលខាង កសែតអ្នកបរទេសហើយខ្ញុំទៅជួបទៅសភានៅកន្លែងបឹងជើងឯងបាទខ្ញុំស្គាល់ថាមុនអត់ស្គាល់សោះអរគុណលោកលោកសាក់សីតើលោកអាចប្រាប់អង្គសាវនាការបានទេថាតើលោកធ្លាប់ដែរឮគេនិយាយឬក៏ប្រាប់ពីរបៀបនៃការសម្លាប់អ្នកទោសទេគេប្រើអីខ្លះទៅ គេបាញ់ឬក៏គេវាយឬក៏គេអីគេធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចលោកដែលឮគ្នារបស់លោកនិយាយអីទេ បាទរឿងការកាប់សម្លាប់មាននៅក្នុងស 21 នោះឈ្មោះអាចារ្យអាចារ្យនោះគឺមានធំខ្មៅហើយអានឹងកម្លាំងគេចាត់តាំងឲ្យវាជាអ្នកវាយ វាយជាដំបងវាយកចង្កអត់មានតបាញ់អត់មានតកាប់សម្លាប់កាប់ចាក់អីទេគឺវាយទម្លាក់ក្នុងដៅនឹងគេ
Prap nhom hai cái phê cái mò bị sầm lấp mò ấy với nhau cái mò tay như vậy uất prap phê bài tất ấy chuột niềm lòng cao lắm cái như sâu như vậy và nhom bằng. Ô con lục tá lục miên đai lư kiên vậy tha vẽ búa nhẹ tố giờ thà ôm giờ bụng mát rư muôi co lục thọp đai lư kiên vậy phép tha nè tôi nâng cái vai nâng tập bóng rư nâng đai rư co giang mấy lục lục ai đăng pi pa nhà nâng xong lục điệp rọp chun từ là cá lục phải mới được cô tập pra nô sẽ lẽ phu ông nhầm rất đập bị thà lư đại ông nhầm rất bàn pháp cứ lư toal lư toal lư thà lư sầm lên mình lư cái gì tha thế à nâng hay tha cha cha mà ram bị phải giàu hay có bay chơi chơi sầm nô ná đại bị chạy lẽ chơi top nâng cả tập cái gì đó bảo xây việc đạp tới việc lư sầm nô việc lư việc kia nó bị chơi hơn việc ăn cầm xa việc ăn phải giàu phải đâu cặp cái tí việc hay phò tang chìm lóng rồi có thì bị cho cha mà ram cái nào lư cần để chơi bây giờ chia để cha mà ram ông quân lục thiên nhâm sông bần to sầm đua to tiết nhâm chlong tới bạn bạn mùi tiết đây nị dây âm pi cá lẽ khăn nị cá khum khuẩn lục xạ sấy nhâm trong ai lục bệnh chạy chun ong sập nà cá thả táo nẹt tô phe tráng để treo bệnh chun nặng đặc chay nhá phe tráng pe giúp được pe thay mà sau một chạy nẹt tô đại ban đặc chô nồng sau một hai mối mình thả giúp thả ngay thì ban đại bảo đặc chay phe tráng giúp ông cún lục mũi tiết nhâm trang ở lục mà chạy thả pim sao mình lục ban ở nị dế nơi mục ong cho mua mục ong sầm nà cá thả nẹt tố đại trôi được trong sòm phải muối kê sòng do phù vật rụp hay nâng thọt rụp nè nhâm trang ở lục mà chạy thả hai đấy ban chỉ kê thọt hai ca thọt rụp ní thọt rụp nẹt tố đại nơi rúa hai đa bên nẹt tố đại sạp hào cái miên thọt sạ sạp thế lục hai mua hai đấy ban chỉ kê thường chẳng vậy và nè tố đã khởi châu tàu nó khởi thoát rụp qua khổ phu nâng cót vô tà rụp vấn đề nâng đây dạng nát nhóm mình ai đăng bàn đấy phù nhóm hoặc dô đấy hay bê xâm lạp hói cứ khuyên đã khởi rụp thoát xa xa bê ô con lụng lúc nó khăn xô mà phây mùi ta đại lục đại khơi cái bản tranh nè tô ở tranh mà thưa ca nghe thưa bồ lạc cam thưa ấy nó khẳng cầu mình đi không kháng luôn và nè tô nó xong một phay muối nó miên tại phẩm man nhé để cái đó lên rồi thưa chiên thưa ca nghe tam chấm niên nước miền thì họ đôi tỏ lương tỏ tức rồi có chút chút quay xe như đang khơi miền phần miền có cà phía nhiệm cam tàm nhưng chẳng hồi lúc bà chạy đại tha tiện nẹ con cà phía để nhiệm nẹ tố nắng miền cập lương ấy luôn và cặp lương miên cướp đài lượng lên là nợ nơi riêng nòng cúc và nón miên can cả vật trồ nợ nấu cáo miên cướp đài tặng không ai nhà giúp đỡ cho nam làng ông quân lục ô về lời và hay
លោកលោកស្រីចក្រមតាលោកស្រីមានបំណងចង់សួរសាសនាទេមានបំណងចង់សួរសូមអញ្ជើញចក្រមផិន Merci, Monsieur le Président. លោកបានឆ្លើយថានៅឆ្នាំ 1978 ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរបន្តបន្ថែមទៅលោកកាលក្នុងឆ្នាំ 1978 ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរបន្តបន្ថែមទៅលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រជាជាតិវុឌ្ឍនាមនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយលោកបានបន្ថែមផងដែរថាជួនពួកគេត្រូវបានសម្លាប់តើលោកពិតជាបាននិយាយអញ្ចឹងមែនទេលោកអាចបញ្ជាក់ចម្លើយនឹងឡើងវិញបានទេបាទចម្លើយនឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមែន Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu connaissance d'ordre qui était destiné à s'assurer tout d'abord du départ des personnes vietnamiennes hors du Cambodge? Est-ce que vous avez eu connaissance d'ordre à cette fin? Vous avez eu connaissance d'ordre à cette fin? បាទនៅសម័យនោះអត់មានបទបញ្ជាឲ្យដឹកកងប្រជាជនវៀតណាមទៅព្រោះក៏ប្រជាជនវៀតណាមនៅពីសង្គមពីសម័យលន់នល់សម័យលន់នល់បោះសម្អាតអស់អញ្ចឹងដល់ពេលសម័យប៉ុលពតចូលមកកាន់អំណាចគឺអស់ហើយអស់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹង Est-ce qu'il y a eu des politiques, autant que vous sachiez, des décisions qui ont été prises concernant les Vietnamiens qui restaient au Cambodge lorsque l'économie n'ont plus de pouvoir? Peut-être un point de traduction. Je ne parle pas de soldats vietnamiens. Je parle de personnes qui étaient vietnamiennes d'origine, qui vivaient au Vietnam. Est-ce qu'à votre connaissance, il y avait de telles personnes qui vivaient au Cambodge lorsque les Khmer ont pris le pouvoir? Et si oui, est-ce que vous avez entendu des ordres ou est-ce que vous avez eu connaissance d'une politique concernant séparation? Est-ce que vous avez entendu des ordres ou est-ce que vous avez entendu des ordres ou est-ce que vous avez entendu des ordres? បាទពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចហើយហ្នឹងគឺជនជាតិវៀតណាមគឺមិនមានឬសូកូលការអីថាដេញកងប្រជាជនវៀតណាមទេព្រោះជនជាតិវៀតណាមខាងសម័យលន់នល់គេបោះសម្អាតអស់ហើយតាំងពីមុនមកដល់អញ្ចឹងក្រោយមកក៏គ្មានជនជាតិវៀតណាមអីអញ្ចឹងគោលការណ៍ក៏មិនឬសូកូលណែនាំឲ្យបោះសម្អាតជនជាតិវៀតណាមអីដែរ Est-ce que vous avez entendu une expression disant un corps cambodgien, une tête vietnamienne? Si oui,
Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ces gens étaient considérés comme des ennemis? Bokol teng oh ne ba puok kbal yun khluon khmae ni trou ban chat tok chea khmang dai rue te? Ba a nang khnyom mon hien vun chai te. Est-ce que vous avez entendu parler ដែលលោកមានធ្លាប់ឮពីសេចក្តីណែនាំនាំរបស់បកគមនីកម្ពុជាដែលបានទៅរៀនសូត្រឬក៏ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីក្រុងហាណូយដែរឬទេបាទកិច្ចការធំៗទាំងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេ Est-ce que au cours des formations que vous avez suivies avec Son Sen, vous avez entendu parler des Cham? Est-ce que vous avez été amené vous-même à interroger des détenus cham ou est-ce que vous avez connaissance de détenus cham de prisonniers AS-21 qui étaient eux-mêmes de cham? Bah, chun cham đại diện nẹt tô nâu môn ti so một hai mùi cham. Donc vous ne savez pas pourquoi ces personnes étaient détenues à AS-21. Vous voulez bien est-ce que vous le savez? Vous avez dit que 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 pour être bien sûr que nous soyons compris. Est-ce que vous-même, vous avez interrogé un prisonnier Cham? Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi il avait été arrêté? Et est-ce que par hasard vous vous souvenez des questions que vous avez posées d'instructions qu'on vous redonnait pour interroger ce prisonnier? Ce matin, vous avez également évoqué
avoir vu, si j'ai bien compris, les corps d'anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol qui ont été exécutés. À quel moment avez-vous vu ces corps? Est-ce que c'était avant la prise de Phnom Penh? Est-ce que c'était après la prise de Phnom Penh? Ou est-ce que c'était les deux? ក្រោយពេលឬក៏មុនពេលតំណាងបានក្រុងភ្នំពេញ nâng sai bản đai nâng do tàu đạn nâu sở la tâm bông khai tạc mau là tâm bông tạc mau hói do tàu sầm lạp cho nâu vọt cua của lua nâng khơi Est-ce que vous vous souvenez du nombre de soldats qu'on a rassemblés là-bas? Est-ce que vous vous souvenez du grade de ces soldats? Le grade de ces soldats est un grade de ces soldats. Le grade de ces soldats est un grade de ces soldats. Le grade de ces soldats est un grade de ces soldats. Le grade de ces soldats est Mais est-ce que vous vous souvenez si ces militaires étaient nombreux? Est-ce que c'était une, deux, trois personnes? Est-ce que c'était une dizaine de personnes? Est-ce que c'était beaucoup plus? Chấm nuôn cả nắng khi nhom mình và có thế phần đặt đặt tàu pilan c ẩm c tầng của phun tầng côn tầng thể hiên chẳng mà pui và pui chạm man và man cho ta tầng vận năng bà quân lục của chakram lần này đọc về sâm rạ hay ai biết cả sâm rạ chắp về đi tới lâu đọc mong đọc là sâu mình chơi chơi bên nhà mình đọc cái chamaka sâm cá quân tây có tòa là cá rồng 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 lại như vậy được tụ cùng chạm mình đã thấy ต่อสะสะรูปนี้ในក្នុងប្រឡងពេលធ្វើសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ស័យមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយចូល